Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa ông cha ta đã có câu, cái răng cái tóc là góc con người. Ý nói rằng tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại làm nên vẻ đẹp riêng của mỗi người, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về việc chăm sóc, làm đẹp vẻ bề ngoài. Nhiều quan niệm cho rằng việc cắt tóc hay làm đẹp không chỉ quyết định đến vẻ đẹp của con người, mà nó còn là một phần quan trọng gắn liền với sinh mệnh, vận may của con người. Do đó họ cho rằng việc làm đẹp cũng cần chọn ngày lành, tháng tốt để mang lại nhiều may mắn và điều tốt lành cho gia chủ. Đồng thời cần tránh những ngày không nên cắt tóc làm đẹp để không rước họa vào người và xua đuổi những điều xui rủi. Vì vậy, xếp ngày làm đẹp trong tháng 2 năm 2023, lựa chọn ngày tốt cho việc làm đẹp theo tuổi là rất cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ làm đẹp trong tháng 2 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 2. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác làm đẹp được thuận lợi và may mắn. Trước khi bước vào nội dung chính, chúng tôi có một vài lưu ý đến quý vị về việc cắt tóc làm đẹp như sau. Một số kiêng kỵ nên chú ý liên quan đến việc cắt tóc làm đẹp như là kiêng cắt tóc trước khi đi thi, không cắt tóc trong tháng cô hồn, không cắt tóc vào ngày mùng 1, người mang thai không nên cắt tóc. Tất nhiên đây chỉ là quan niệm dân gian và theo sự phát triển của xã hội, nó đã không hoàn toàn còn đúng trong hoàn cảnh hiện nay, nên các bạn hãy áp dụng sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình nhé. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày làm đẹp. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc rất ít. Ngoài việc chọn ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc làm đẹp trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày làm đẹp phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ làm đẹp, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yếm, ngày kỵ sửa móng tay, móng chân, ngày kỵ cắt tóc. 2. Ngày hợp làm đẹp, giải thần, trừ thần, trực trừ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 2 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 dương lịch năm 2023 đến 21 tháng 3 dương lịch năm 2023. Tháng 2 là tháng Ất Mão, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Dậu, ngày 30 là ngày Mậu Dần. Trong tháng 2 âm lịch có hai tiết khí là Kinh Chập và Xuân Phân. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch là ngày Sửu và ngày Tý, bao gồm mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, 28 Bính Tý, mùng 5 Quý Sửu, 17 Ất Sửu, 29 Đinh Sửu. Đây là những ngày xấu và không nên dùng vào việc gì. 2. Ngày thụ tử là ngày Thìn, bao gồm mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn, hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Tân Hợi, mùng 7 Ất Mão, 13 Tân Dậu, 18 Bính Dần, 22 Canh Ngọ và cuối cùng 27 Ất Hợi. Đó là 6 ngày tam nương cần tránh và kiêng kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Quý Sửu, 14 Nhâm Tuất và cuối cùng 23 Tân Mùi. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 5. Ngày nguyệt kiến là những ngày Mão, bao gồm mùng 7 Ất Mão, 19 Đinh Mão. 6. Ngày trực nguyệt phá là những ngày Dậu, bao gồm mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 7. Ngày kiếp sát là các ngày Thân, 12 Canh Thân, ngày 24 Nhâm Thân. 8. Ngày tai sát là những ngày Dậu, bao gồm mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu.
9 ngày nguyệt sát là những ngày Tuất, bao gồm mùng 2 canh Tuất và 14 nhâm Tuất, 26 nhâm Tuất. 10 ngày nguyệt hình là các ngày Tý, bao gồm mùng 4 nhâm Tý, 16 giáp Tý và 28 bính Tý. 11 ngày nguyệt yểm, trong tháng 1 ngày nguyệt yểm là những ngày Dậu, bao gồm mùng 1 kỷ Dậu, 13 tân Dậu và 25 quý Dậu. 12 ngày kỵ sửa móng chân, móng tay bao gồm các ngày sau: mùng 1 kỷ Dậu, mùng 6 giáp Dần, 15 quý Hợi, 19 đinh Mão, 21 kỷ Tỵ, 23 tân Mùi. 13 ngày kỵ cắt tóc bao gồm các ngày: mùng 9 đinh Tỵ, 19 đinh Mão, 29 đinh Sửu, 12 canh Thân và 15 quý Hợi. Đó là 13 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc làm đẹp cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cấp tinh để tìm những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 14. Ngày giải thần là ngày Thân, bao gồm 12 canh Thân, 24 nhâm Thân. Ngày này là ngày kiếp sát nên ta không dùng. 15. Ngày trực trừ là các ngày Thìn, trùng ngày Thụ tử, tuyệt đối không nên cắt tóc, làm móng vào ngày này. 16. Các ngày còn lại bao gồm: ngày Dần, ngày 18 bính Dần là ngày tam nương, không nên làm vào ngày này. Mùng 6 giáp Dần, 30 mậu Dần là ngày tốt cho việc làm đẹp. Ngày Tỵ, ngày mùng 9 đinh Tỵ, 21 kỷ Tỵ, trong tháng 2 này các ngày Tỵ đều tốt. Tuy nhiên ngày 21 kỵ việc sửa móng chân, móng tay. Ngày Ngọ, ngày 22 canh Ngọ là ngày tam nương rất xấu, ngày mùng 10 mậu Ngọ là ngày tốt. Ngày Mùi, ngày 11 kỷ Mùi là ngày tốt, ngày 23 tân Mùi là ngày nguyệt kỵ không dùng được. Ngày Hợi, ngày mùng 3 tân Mùi, 27 ất Mùi là ngày tam nương, tuyệt đối không được dùng hai ngày này. 15 quý Hợi là ngày kỵ việc cắt tóc, sửa móng tay, móng chân nên không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 16 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt làm đẹp trong tháng 2 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch cho việc làm đẹp đó là những ngày tốt sau: ngày mùng 6 giáp Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 30 mậu Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày 21 kỷ Tỵ, kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Giáp. Lưu ý là ngày này kỵ việc sửa móng tay, móng chân. Ngày mùng 9 đinh Tỵ, kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Tân. Ngày 11 kỷ Mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Giáp. Ngày mùng 10 mậu Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Quý. Đó là 6 ngày cát lành làm đẹp trong tháng 2 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.